chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn ta cùng ngắm biển khu vực ở bãi Sao hay là bãi Thùy Vân Vũng Tàu. Bữa nay Jimmy ra đây thì ngắm biển, thì bữa nay trời cũng có một tí mây, nắng nhẹ thôi. Sóng biển biển mùa này thì không có đẹp bằng tháng 3 tháng 4 rồi. Thì tại tháng 3 tháng 4 mình đi ra đây là cái gió là gió Tây Nam. Cuối của gió Đông Bắc. Khoảng là tháng 4 tháng 5 thì gió Tây Nam, mùa này đang là cái mùa gió đông. Nên cái sóng biển mùa này á có cái hướng này là nhìn cái biển nó hơi đục đục. Dạ, hôm nay có dịp đi ngang đây thì ghé ngắm biển một xíu rồi đi tiếp. Dạ, chỗ này là ngang khu vực ở cái quảng trường cột cờ, khu vực ở bãi Thùy Vân hay bãi Sao Vũng Tàu. Chỗ này thì bãi biển này Jim hay đi lang thang khu vực ở bãi biển này để ngắm cảnh. Đôi khi là dù muốn thư giãn hay là muốn đi bộ gì đó thì ưa chọn cái bãi biển để đi cho nó không gian nó rộng. Dạ, hôm nay thì trời là nắng nhẹ, gió cũng hiu hiu thôi. Đi ra biển dạo một vòng, chơi hóng gió rồi đi về. Ra Diêm cũng có cái thú vui là thích đi leo núi. Mà ở Vũng Tàu có một hai cái núi bé bé thôi, leo cái chút xíu là hết rồi. Chưa có sắp xếp được thời gian để đi leo một cái núi khác. Ở Nam Bộ thì Diêm có leo cái chỗ núi Ông Cấm, núi Bà Đen, khu vực Thất Sơn vậy, tức Dụp. Thì ở miền Nam mình còn cái núi Chứa Chan nữa, và cái núi Tà Cú. Tà Cú của tỉnh Bình Thuận quý vị, có dịp thì sẽ đi ra leo núi Tà Cú để chia sẻ với vị xem về cái núi Tà Cú. Còn ở đây có cái núi Bình Đạm, thì căn cứ mình nói có các khu di tích Bình Đạm ở đây, nhìn thấy xa xa về cái hướng Long Hải nè. Này là biển một bên, em một bên nè. Vũng Tàu có bãi biển Thùy Vân này, đi dạo rất là lý tưởng, rất là dài nha. Ở đây mỗi một cái mùa gió thì là ở đây các bạn nào ta đi tắm biển á, thì các bạn nào thích tắm biển á, thì nhiều khi mình đến cái bãi biển đó vào cái mùa gió khác nhau, nên là mỗi cái mùa gió nó sẽ có cái thủy triều cũng như là những cái đợt sóng biển nó nhìn cũng khác nhau lắm. Như mùa này nè, mình nhìn thấy cái sóng biển đó, nó hơi đục đục. Mấy người ta đang câu cá.
ở biển Thiệu Vân thì có một cái câu lạc bộ họ dạy lướt ván. Vì ở đây nha, chỉ có bạn nào chúng ta thích lướt ván thì chúng ta có thể học lướt ván bằng bằng dù hoặc là chèo.
Ai à. Bây giờ trời nắng quá, thôi đi về. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng Diêm đi dạo ngắm biển Thùy Vân, Vũng Tàu trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.